không biết. Rất cực đã bắt được một con phải không? Cái con không chứ anh tè anh móc cái nắp luôn. Cái đá chạy. Mới dài hồi nãy hết hang rồi còn giờ đá đủ. Bự không? Được không? Anh Thân. Được mấy gì? Bự vậy? Dính nguyên cục sình luôn à. Coi có con gì bà chặn không ta? Có kẹp không? Đưa lấy cái bàn cho nó kẹp không? Không sợ. Cua kẹp sợ ba kế sợ ăn ăn thua gì? Để luyện thành công nữa được. Vì giờ kêu tôi gì kêu tôi sao thành công được. Dính chưa? Con này là số bự không à? Bắt cái được à? Hai cái. Còn đào thằng trời ơi trời chưa tới nữa vậy bà kia là bà kia hả con đa ngồi bà kia này quá đỡ hàng rồi dê mà cho chỗ nghỉ kiếm rồi nè tè làm gì làm đi để cho nó dồn nè tôi đi vòng kiếm cua thấy uống nước mưa hả?
luôn rồi. Thử đầu thì cũng biết. Có được ăn bó lóc tay không? Sợ hồ nước nó lớn nè. Ừ. Nước đang dâng lên nè. Ngập rồi đó. Ngập rồi đó. Mình không kịp bắt đâu. Nước đang dâng dữ, biển dâng dữ vô nè, chảy nè. Có khía nó ngập đi lên hả? Lên thấy mình nó xuống. Thấy mình nó rút xuống à. Trời phải không đêm hả? Còn nữa hả? Ít nhiều cái giò không. Kẻ lục xuống phải lên luôn rồi. Chạy nó chả mắt nó chả ác. Vậy là hang này được 3 con. 3 con. Quá đã. Đã gì không? Rất là vất vả để bắt được 3 con các bạn. Quá mệt luôn. Phải đào đấy. Ba khía được. Hai con được không? Hai con được. Tí, hai con cái. Mày đa thê mày. Dạ. Bỏ đỉnh không? Chẳng bỏ đỉnh gì nữa. Rồi vào đây. Cửa nào? Thông thường đi đâu rồi? Qua bán này. Bục. Chạy ra. Bắt bán này, bắt đây. Đâu rồi? Mất luôn hả? Mất luôn hả? Lúng dữ ta. Hai con rồi kìa. Ồ to. Mới thấy ạ. À. Casino luôn. Con còn hả? Tới chạy. Hả? Cây đó mà móc được không? Dạ. Một nó kẹp tôi chạy. Kẹp
Đực nữa không? Bự, vậy là được hai con liền luôn. Này lâu lâu mới đi săn lần các bạn, săn ngày nào cũng săn chắc là không nổi đâu, xình mệt lắm. Bạn thấy không? Lùm xùm chua trong mấy cái lùm này nè. Này có con giọp bạc các bạn ơi, này là nướng mỡ hành. Đâu, nó đâu rồi? Đó. Đủ rồi. Đâu? Nhìn kỹ mới thấy không ơi? Nè, xì nước nè, thấy không? Vậy đó hả? Đó, nè, nè. Đó. Thấy đâu con nữa nè. Giọp hả? Giọp. Giọp này chỉ có nướng mỡ hành mới ngon các bạn. Mày săn giọp luôn. Ở đây nè ông ơi. Còn nướng gì nè. Còn nữa hả? Đó. Vậy là ngay ổ rồi. Những khu vực có giọp phải đúng rồi. Đâu, của nào? Mẹ là thấy nó. Bây giờ mình từ từ mình kiếm. Con thứ hai. Khô gì mới thấy nè. Đây, bự quá rồi. Con nữa hả? Ô hu, được con nữa các bạn ơi. Tiệm. Coi loại mắt rồi luôn. Đúng, ở đây có nữa. Có nữa hả? Có nữa nè. Rồi, vậy là ngay cái cục này là có giọt các bạn ơi. Đây nữa nè. Được con nữa các bạn ơi. Này con nữa nè. Gì à, quá êm ơi. Gì một quần kìa cơ ơi. Bữa nay là mình đi săn không có ba khía với cua nhưng mà có giọt các bạn ơi. Quay chỗ đó kìa, cái chỗ đằng sau cho nó coi để thôi đủ với tao đó mình mua dọc mình nhét đây á. Này là bắt nha các bạn chứ không phải là mua các bạn, cực lắm à. Vậy là mình văng chỗ này kiếm dọc đi. Đặt đất nghe vậy đó. Cái chỗ nào đất là nó ở. Nhìn sao thấy được anh Thân? Nhìn thấy nó. Nó đưa lên luôn hả? Ừ, ngồi lên chút xíu à. Chỗ nào đất nó nứt là nó giới thiệu các bạn đây con bà Trần các bạn. Đó, đây nó nằm đây, nó nằm ở ngoài mình các bạn. Đó. Con này là ký ngoài thị trường là người ta đang thu mua 70.000 mà không biết nó xuất khẩu làm cái gì. Đây, hôm nay là mình mới gặp được con bà Trần. Nhìn nó rất là ghê. Bỏ vô luôn anh Thân. Mà nó thu mua 70.000 ký biết làm gì trời. Hả? Mày nhìn ở dưới nhìn rất đẹp. Chiến lợi phẩm.